Xin chào tất cả bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam, nơi quy tụ hàng triệu mẫu nhà đẹp dành cho tất cả những bà con đang cần tìm nhà để an cư lập nghiệp hoặc tìm những mẫu nhà đẹp để xây cất. Thì hôm nay mình sẽ review cho tất cả quý vị chị, quý bà con tham quan một căn nhà một 2 lầu 1 trệt, thiết kế 2 lầu 1 trệt nhé. Tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương, cách ngã tư Bình Chuẩn có khoảng độ 500m thôi. Vị trí rất là ok, đắc địa. Ở đây mọi người có thể tương lai có thể kinh doanh buôn bán ngon lành vì nằm trên trục đường thông rất là lớn, nằm giữa lòng khu dân cư cực kỳ vip luôn nhá. Toàn là khu vực này toàn là nhà 2 lầu 1 trệt hết. Dân trí rất là cao cho nên là mọi người về đây để an cư lập nghiệp thì không phải lo lắng vấn đề gì cả về an ninh cũng như thế là tiện ích xung quanh nhé mọi người. Và bây giờ mình sẽ review cho tất cả quý vị chị, quý bà con tham quan căn nhà này. Và căn nhà này sẽ có diện tích là mặt sàn là ngang 4m, dài 16m, là 64m, 100% thổ cư, 64m nhân cho 3 sàn nha mọi người. Đó, gần 200m vuông sàn luôn á. Gần 200m vuông sàn. Mọi người sẽ có không gian tới lên tới 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ rộng, có sân để ô tô, phòng khách rộng, bài trí rất là hiện đại, mới 100%. Và giá trả trước cho căn nhà này chỉ khoảng đầu 800-900 triệu thôi là mọi người có thể sở hữu căn nhà này rồi. Ngoài ra mọi người có thể được hỗ trợ trả góp trả dài hạn lên đến 25 năm, 35 năm tùy hình thức của mình muốn hỗ trợ ngân hàng nhé. Và giá bán trọn gói bao gồm hết từ A đến Z, bao sang tên là 2 tỷ 800 triệu. 2 tỷ 800 triệu mọi người sẽ sở hữu căn nhà đẹp như thế này. Và bây giờ mình sẽ ra bên ngoài, mình quay cơ sở hạ tầng một chút cho tất cả quý vị, chị, quý bà con tham quan. Tại vì ở đây nó là một cái khu nhà ở mới cho nên là trong này nó mới có... Đây này, khu bên tay trái của mình là dân cư hiện hữu nhá. Ngay đây luôn, ngay đầu ngoài là dân cư hiện hữu đầy đủ hết ở đây luôn rồi. Đây mọi người thấy không? Rất là... người ta ở cũng khá là sung luôn đấy. Rồi kế bên mình thì có một căn nhà cũng đang xây. Thì sau kia nữa cũng có một căn nhà đang xây. Và sau lưng mình cũng có 5-7 căn nhà cũng đang xây dựng, đang người ta về ở rồi nhé mọi người. Kia xa xa kia là 3-4 căn. Và bên hông này là có thêm 2 căn nữa và nhà mình đây nữa này. Đấy, cho nên là mọi người về đây ở, mọi người yên tâm về cái mức độ mà an ninh ở khu vực này nhá. Đây là phần mặt tiền mình sẽ review cho mọi người tham quan. Cơ sở tầng ở đây mọi người sẽ thấy rất là tuyệt vời. Tại vì trước nhà là sẽ không có một cái cọng dây điện nào bắc qua. Tại vì điện ở đây đều là điện đi âm dưới lòng đất hết. Đây, hệ thống đèn điện chiều sáng nhá. Tối khoảng điện sợ đậu 6 giờ thôi là cả cái khu này là sáng rực lên luôn. Rất là đẹp. Mặt tiền đường trước nhà mình là đường 15m. To, rộng, thông thoáng, có cây xanh vỉa hè luôn. Đây mọi người thấy nhá, rất là đẹp luôn, chỉ 2 tỷ 800 triệu. Mọi người sẽ sở hữu một căn nhà sổ riêng nhá. Pháp lý rất tất cả đều là riêng hết. Và bây giờ mình sẽ đi vô trong cho tất cả quý vị anh chị, quý bà con tham quan nhá. Đi vô trong đây thì mọi người sẽ thấy này, đây phần mặt tiền đứng dưới nhìn lên nhá, rất là cao, bệ vệ, rất là hoành tráng luôn. Và mọi người sẽ thấy đằng trước đây là sẽ có không gian cùng cái vỉa hè này mọi người. Chưa đi xe vội vô trong nhà thì mọi người có thể dựng ở bên ngoài, đúng không? Rất là tiện lợi luôn. Vỉa hè này là 3m. Đi vô không gian bên trong phòng khách này á, thì là cái không gian gara để xe hơi này. Đấy, gara để xe hơi mặt tiền để ốp nát gạch bóng kiêng hết. Nhà mình xài ở đây là điện nhà nước nhé mọi người. Rồi đồng hồ đây là đồng hồ nước sạch này, nước máy ấy, mọi người. Đó. Đây là cái gara để xe nhé. Gara để xe mọi người có thể để xe hơi vô trong này. Rồi hai bên tường cũng có ốp nát lên rất là cao, sạch sẽ. Thì cũng giống như căn trước, các bác nhìn thấy cái mẫu gạch này là các bác cũng nhận ra một số căn này rất đặc trưng của nhà em này. Khi mà nhà em đã sản xuất ra một vài căn nhà mới, xây dựng một vài căn nhà mới thì chắc chắn sẽ có một vài căn cùng thời điểm nó sẽ chung màu gạch là một này. Gạch nền ấy, chung màu gạch nền, chung màu sơn, rồi chung cái kiểu dáng thiết kế nữa. Để mọi người sẽ thấy cái đường chỉ xanh này không? Rất là quen thuộc nhá. Tại vì bên trước bên đường Tân Phước Khánh 12 mình đã làm cái loại này rồi. Kể cả giấy dán tường cũng vậy, mình cũng dán là nó luôn á. Rồi đây, hai bên tường thì trang trí như thế này. Trần tuy là gara để xe bên ngoài nhưng mà mình vẫn làm trần hộp luôn. Có đèn âm, đèn led trang trí đầy đủ hết. Tường đóng chỉ thạch cao trang trí luôn. Rồi ngăn cách bên ngoài
Và bên trong gara để xe là một cái bộ cửa cuốn như thế này. Đây, bộ cửa cuốn rất là an toàn nha, cửa cuốn của Đức nha, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho gia đình. Rồi tiếp đến khi đi vô trong phòng khách là sẽ có một nấp cửa nữa. Nấp cửa này thì mọi người sẽ chống, nói chung là khi mà gia đình sinh hoạt ở trong nhà ấy thì mọi người có thể đóng cái cửa sổ, cái cửa chính này lại, nhưng mà vẫn tận dụng được ánh sáng tự nhiên để lọt vô trong nhà nha mọi người. Đấy, cửa này là kiểu kính cường lực hết này, cửa bốn cánh kính cường lực hết. Đây mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Rồi đi vô trong không gian phòng khách. À mà quên mình nói luôn một chút là cái không gian gara để xe này là ngang 4m, sâu 4m8 nhé mọi người. Sâu 4m8. Rồi cái phòng khách này nữa, không gian này là 4m, dài 4m rưỡi, tính cả phủ bì nhé mọi người, tính cả phủ bì đấy. Đấy, phòng khách này thì gạch nền vẫn là 80x80, giống như bên Tân Phước Khánh 12 mình đã làm và mình đã bán cho khách ở rồi đó. Thì cái này cũng giá cũng như vậy nhé mọi người. Cái giá gạch, ý là cái giá của khi mà mình mua gạch đấy, cái chất lượng cũng như thế nào, mọi cái đều giống nhau hết. Đây, từ tường nền cũng y chang nhau, phong cách thiết kế của cầu thang cũng y chang nhau, có bố trí tranh 3D, tranh dán tường là khác và mẫu trần là khác chút. Mọi người thích cái mẫu trần này đẹp hơn hay là cái bên đó đẹp hơn, cho mình xin ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu quý vị anh chị nào mà thường xuyên coi video của em chắc chắn là sẽ nhìn thấy căn đấy rồi. Và đây, đi vô không gian bên trong giữa nhà đây, ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách sẽ là không gian của cái cầu thang. Cầu thang để giữa nhà lúc nào mình cũng rất là khoái cái kiểu cách là trang trí là cầu thang để giữa nhà nhé, nhìn nó rất là truyền thống, rất là Việt Nam luôn. Hai bên thì sẽ có hai trụ như thế này, trụ tròn và trụ vuông thì sẽ đắt hơn chút, nhưng mà trụ này nó mình nhìn vẫn đẹp hơn nhá. Có trang trí một chút tiểu cảnh ở không gian cầu thang nó như thế này nhé. Căn này thiết kế sẽ khác bên kia đó, cho nên một số cái là nó sẽ không giống bên kia đâu. Thế quý vị chị quý bà con coi video cho em xin ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Giá chỉ có 2 tỷ 800 triệu mà mọi người sẽ sở hữu một không gian đẹp và rộng thoáng đẹp như thế này nhé. Đây là không gian trần nhà bếp này. Trần nhà bếp thì trong đây mình cũng có làm sẵn cho tất cả quý vị anh chị quý bà con một bộ tủ bếp này. Đấy, tủ bếp rất là rộng nhá, mọi người về có thể sắm thêm cái bộ bàn ăn ở đây nữa thì rất là tuyệt vời rồi. Đây là không gian để ba cái đồ lặt vặt vớ vẩn trong gia đình ở gầm cầu thang nhé. Đấy, tủ trưng bày rượu có luôn. Rồi phía sau nhà mình sẽ có không gian của một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở ngoài này thì nó là cái giếng trời này. Đó, mọi người theo giếng trời để gió lên ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà nhé. Rất là đẹp, rộng, thoáng. Cái nabo này mình để bên ngoài, nabo thì giấu bên kia thôi, chưa ráp hết các thiết bị nhé. Đó, tạm tạm vậy thôi. Cho quý vị, anh chị, quý bà con hình dung. Trong đây thì có trong đây có ba cái đồ lặt vặt vớ vẩn thì trong đây là nhà vệ sinh thôi, không có gì hết để mọi người tham quan sau cũng được. Đấy, bây giờ em sẽ đi lên trên lầu nhá để cho quý vị chị quý bà con tham quan. À mà quên mình nói một chút cái diện tích của cái không gian phần cuối nhà, nó sẽ có một chiều rộng là cái nhà vệ sinh từ đầu bên kia sang đầu bên này nó sẽ là 4m và sâu 1m rưỡi, sau 4m rưỡi nhá. Còn bao nhiêu đất thì để làm cái phòng bếp này, quá là rộng rãi luôn đúng không, đủ công năng. Sắp tới trong này mình sẽ xây thêm mấy căn nữa nhưng mà diện tích nó sẽ dài hơn, 4m dài 17m5, mặt tiền có thể buôn bán được. Giá thì cũng dao động sàn sàn cỡ này thôi. Quý vị anh chị quý bà con nào mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với Phương nhá, qua số điện thoại trên màn hình để xây cho mình cái mẫu nhà mình ưng ý nhất. Mình sẽ, các bạn chỉ cần đặt cọc thôi, bắt đầu rồi mình sẽ cho các bạn đứng ra quản lý thi công xây dựng, quản lý chất lượng luôn để xây theo ý của mình. Cũng ở trong này nhé, nhưng mà mặt tiền buôn bán được, nằm ở giữa khu dân cư, tường này sẽ rất là ngon lành luôn. Phần cuối nhà đây mình sẽ có một không gian, mọi người ở đây để ở đây sẽ có thể để máy máy giặt hay là cái gì đó ở đây thoải mái nhé. Đây, đây là ổ điện này, ổ điện nha. Còn đây là cái cấp và thoát nước, cửa sổ này ra phía sau nhá. Đó, ra phía sau thì nhà người ta về ở đấy, mọi người thấy quần áo chưa? Đi vô bên trong đây, mọi người sẽ có cái không gian nhà vệ sinh siêu to siêu khổng lồ luôn. Chị em có thể giặt đồ
cá nhân vô tư ở không gian này. Đấy, không gian này nó rộng tới cả 2,5 mét gần 3 mét đó, 2,5 mét gần 3 mét phần cuối nhà này. Đấy, mọi người sẽ có không gian rất là rộng rãi như thế này. Một cái nabo rửa mặt ở đây nha, một ngăn nabo rửa mặt ở đây, rồi bồn cầu để đây, rồi vòi tắm sen để đây, sen vẫn như bên kia, đi trang về màu sắc cũng như thiết kế sen thuyền rất là sang trọng và hiện đại đó. Không gian cầu thang đứng dưới nhìn xuống nha, đây là lầu lầu 1, như ngoài Bắc là sẽ gọi là lầu 2 đó, tầng 2 đó. Ở đây trong này sẽ là một không gian phòng ngủ này. Phòng ngủ để mọi người sẽ thấy phòng ngủ này nhé. Phòng ngủ này rất là dài luôn. Anh quên chưa bật semi rồi. Rồi cho mọi người quay sơ sơ một chút nhé. Đó. Phòng ngủ này rất là dài, mọi người có thể kê được vài chiếc giường đôi ở đây. Đấy, trần đây là bộ trần. Kê giường, kê tủ, không gian này vô tư thoải mái nhá. Nhìn cái phòng này tại vì nó dài quá, cảm giác nó chiều ngang hơi nhỏ vậy thôi chứ không có nhỏ đâu anh em nhá. Anh em kê giường thoải mái luôn. Kê giường dọc hay kê giường ngang đều được hết. Đó, phòng ngủ rất là lớn luôn. Rồi đây đi không ra không gian phòng ngủ thứ hai xem nào. Đây mọi người sẽ thấy phòng ngủ thứ hai này, phòng ngủ thứ hai cũng rất là rộng. Ai mà thích cái không gian mặt tiền này để làm phòng ngủ thì cũng rất là hợp lý. Sáng ra mọi người có thể đón được gió, đón được ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà nhá. Đây mọi người thấy này. Quanh rất là nhiều công ty nhá. Những công ty này thì cũng giải thể sớm để nhường lại cho các chủ đầu tư nhá. Tiếp tục phân lô bán nền tiếp. Rồi, phòng ngủ này thì cũng chỉ có như vậy thôi. Rất là rộng. Diện tích sân này nó ngang 4 mét dài 5 mét này. Ngang 4 mét dài 5 mét rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên lầu trên nhá. Nhà cao cửa rộng. Cầu thang này vẫn như cầu thang các mẫu cầu thang cũ của mình thôi, vẫn là mặt đá kim sa. Cái mặt bậc này cũng là đá hoa cương luôn nhé, chứ không phải là sơn gì đâu. Cho các bạn coi phía sau một chút trước nhé. Phía sau đây mình sẽ có không gian này của một cái giếng trời gọi là cái sân thượng đi. Cái sân thượng để mọi người có thể lên đây phơi đồ này. Phơi đồ ở đây nhá. Phơi đồ hoặc là ra đây ngồi chơi, ngồi hóng mát cũng rất là ngon này. Đây mọi người thấy không, khu này dân ở rất là đông này. Đây người ta đang xây nhà đông ngầm được đây này. Đó, nhà người ta về ở rồi đó. Xa xa kia nữa kìa. Người ta về ở cả rồi mọi người nhá. Ở tại thành phố Thuận An này không có chuyện mà quỹ đất dư nhiều đâu. Quý vị, chị nào, quý bà con nào mà có nhu cầu muốn mua nhà để ăn cư độc nghiệp thì liên hệ sớm với mình nhá. Đó. Đây là một cái nabo rửa mặt tiếp theo. Vòi tắm sen. Bồn cầu. Không gian nhà vệ sinh thì rất là rộng luôn này. Và ốp đạt thì rất là cao. Có sân thượng bên ngoài luôn nhá. Trên nhìn xuống này. Rất là đẹp nhá. Đây phòng ngủ dưới, phòng ngủ đầu trên này, phòng ngủ đầu trên này thì cũng y chang lầu bên dưới kia thôi. Khác một cái trần. Em sẽ quay một cách chân thực nhất cho bà con tham quan nhé. Không cắt sửa cảnh gì cả, cho nên là có cái điều gì sai sót thì tất cả bà con cũng như mọi người bỏ qua cho em nhé. Em sẽ review trực tiếp chứ không có mang cái tính chuyên nghiệp quá để mọi người có hình dung, quay sao chân thực. Em bước vô như thế nào thì các bác bước vô như vậy nhé. Đây lầu trên này, lầu trên thì cũng như thế thôi, phòng rất là rộng. Tại vì nhà có tới 4 phòng, mọi người có thể dành riêng ra một phòng nào đấy trang nghiêm nhất để làm phòng thờ nhé. Làm phòng thờ, không gian này rất là đẹp này. Đây,
trần này, đèn cho nó sáng. Đó mọi người thấy không, rất là sáng. Rồi, xin cảm ơn tất cả bà con đã coi video của Phương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bà con ở những video mới nhất. Chúc bà con sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong công ăn việc làm. Chúc bà con tìm được một chủ đầu tư uy tín hoặc là xây cho mình một căn nhà mình ưng ý nhất nhé. Đây, mọi người thấy trên này tuy nằm ở các lầu trên nhưng mà mình vẫn xài chung mẫu gạch nền của phòng khách, rất là sang trọng, cũng là gạch 80x80 luôn, xài một mẫu, không có cắt bớt vật tư lên trên xài cái khác để cho nó giảm thiểu chi phí. Thì mình không như vậy. Trên đây mình làm cũng là một chất liệu gạch của bên dưới luôn. Đây mọi người thấy không gian rất là đẹp, rất là rộng rãi nhá. Ai đi coi nhà thì liên hệ với Phương tới ngã tư Bình Chuẩn để Phương đón coi nhà nhá. Coi nhà miễn phí chứ không có tính tiền đâu nhá mọi người. Đó. Để giá 2.8 tỷ là giá bao sang tên luôn mọi người nhá. Bao sang tên tại phòng công chứng. Giấy tờ thì pháp lý rõ ràng. Sổ đây là sổ cá nhân, đứng tên cá nhân rồi chứ không phải đứng tên của công ty gì nhá. Đứng tên của công ty mọi người sẽ mất rất là nhiều thời gian để sang sổ. Có thể là một vài tháng, có thể một vài ba năm, có thể là không sang được. Nói tóm lại là sổ cá nhân như thế này là mọi người chắc ăn. Giá thành chắc chắn là nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà đó là không phải là chuyện quá là ấy. Quan trọng quá là để mà mình phải tiết kiệm một vài 300 để mà mình đi mình mua cái sổ công ty. Nhiều khi còn mất luôn cả cái số tiền mà số tiền gốc mình bỏ ra luôn á. Đấy, cho nên là mua cái hình thức này mình mọi người rất là yên tâm nhé. Sổ tất cả đã sẵn sàng hết, có thể công chứng sang tên ngay. Rồi, xin cảm ơn, xin chào.